Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa bắt hai nhóm nhiều đối tượng đã dùng hung khí để hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Trước đó, đối tượng Trần Công Bình, 40 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai và Phạm Công Thiện, 38 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau tại một quán nhậu thuộc ấp 3 xã Xuân Hưng, nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Trần Công Bình đã rủ 7 đối tượng mang theo hung khí, dao rựa, dao tự chế, kiếm, gạch đá đến nhà Phạm Công Thiện để trả thù. Khi đến nơi thấy Thiện đang ngồi nhậu tại hiên trước nhà cùng 6 người bạn, hai bên đã lao vào đánh nhau gây mất an ninh, trật tự công cộng. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt được 8 đối tượng và đang truy bắt số đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.